Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng Google Sheet. Thì Google Sheet nó là một cái ứng dụng của Google đó mà hiện nay thì mọi người dùng rất là nhiều. Thì mình chia sẻ cho các bạn mà bạn nào mà chưa dùng nó bao giờ thì các bạn biết cách sử dụng nó. Nó cũng khá là đơn giản, cũng khá là dễ thôi. Đấy. Nếu mà bạn nào đã biết cái nền tảng sử dụng Excel rồi thì sử dụng Google Sheet thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Đó thì đây như các bạn thấy là mình mở một cái mẫu của Google Sheet. Đấy, thì các bạn thấy nó cũng có những cái ô và là trên này nó có những cái chức năng nó cũng sẽ tương tự như Excel. Thì bây giờ mình sẽ đóng và mình sẽ mở cho các bạn xem thì làm thế nào để mở được một cái trang Google Sheet lên và chúng ta làm việc nó như thế nào. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ thêm một cái sheet mới, thêm một cái tab mới, mình bấm vào đây. Thì tại cái giao diện ở cái trang tìm kiếm của máy tính của các bạn hoặc điện thoại cũng được. Thì để sử dụng Google Sheet các bạn cần phải có một cái tài khoản Google. Đó, bằng cách là các bạn sẽ tạo một cái tài khoản email. Đó. Thì sau khi các bạn là mở cái trang tìm kiếm của Google lên hoặc là các bạn vào trong email cũng được. Các bạn quan sát ở góc trên bên phải này có 9 chấm. Đấy, các bạn bấm vào nó. Thì các bạn sẽ thấy được là những cái ứng dụng của Google. Đó, các bạn có thể kéo xuống đây này. Đó, các bạn thấy có rất nhiều ứng dụng luôn. Nhiều lắm. Các bạn có thể bấm More from Google, các bạn bấm vào đây. Đấy. Google có rất nhiều cái ứng dụng các bạn nhé, mà đôi khi ấy, là chúng ta chưa sử dụng hết nó. Đấy, các bạn thấy không? Rất nhiều luôn. Rất nhiều luôn. Đó. Rất nhiều ứng dụng của Google luôn nhé. Thì cái Google Sheet mà mình nói với các bạn, nó là cái này này. Trang tính các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể bấm trực tiếp vào đây. Đó, thì nó sẽ mở lên cho các bạn. Rồi, các bạn chờ một chút. Thì Google Sheet nó là một cái trang tính giống như là trong Excel luôn. Đó, trang tính y như trong Excel. Đó, thì các bạn bấm là Go to Sheet này. Đó. Thì các bạn thấy là nó có nhiều cái mẫu ở phía trên này. Đấy, các bạn có thể là bấm vào thư viện mẫu và các bạn thấy nó có rất nhiều mẫu luôn. Đấy, các bạn thích cái kiểu mẫu nào các bạn sẽ chọn nó. Và khá là chuyên nghiệp, khá là đẹp các bạn nhé. Rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp luôn. Đó. Ví dụ mình chọn là một cái, các bạn thấy này, tên là phiếu chấm công đúng không? Các bạn bấm vào. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó, phiếu chấm công. Thì các bạn hiểu là đây là Google là của Mỹ mà, đúng không? Nước Mỹ thì họ sẽ thiết kế theo kiểu nước ngoài, thì các bạn thấy nó như vậy. Đó. Đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn có thể chọn cái mẫu đó hoặc là các bạn có thể là chọn một cái mẫu trắng tinh như bình thường. Đó, các bạn bấm vào đây. Dấu cộng này các bạn nhé. Các bạn bấm vào đó. Đó. Thì nó sẽ mở ra một cái trang tính trắng như là các bạn mở một cái file Excel mới, nó cũng như thế này. Đó. Và các bạn có thể làm việc với nó giống như Excel luôn. Ví dụ các bạn có thể là kẻ một cái bảng tính. Đó, thì đầu tiên các bạn cũng sẽ bôi đen như thế này. Giống như Excel. Đó, sau đó các bạn nhìn vào cái biểu tượng này đúng không? Các bạn bấm vào nó. Đấy, thì nó có cái phần rất nhiều lựa chọn để kẻ ở đây. Thì các bạn bấm vào đây chẳng hạn. Thì nó sẽ kẻ cho các bạn giống như kẻ bảng ở trong Excel thôi. Và các bạn có thể điều chỉnh độ rộng của hàng. Đó, và điều chỉnh độ rộng của cột bình thường. Các bạn thấy giống như trong Excel đúng không? Và các bạn bôi màu thì sao? Các bạn vẫn bôi đen nó như thế này. Đó. Và các bạn bôi màu đúng không? Thì các bạn sẽ chọn vào cái nơi mà cho phép các bạn bôi màu. Các bạn bấm vào đây này. Các bạn thấy không? Đây là màu của chữ này, các bạn thấy không? Còn đây là màu của nền. Đó, thì chúng ta sẽ chọn cái màu sắc nào đó. Ví dụ mình chọn cái màu này đi. Đó. Thì nó đã tô màu cho các bạn rồi.
Đó. Rồi. Và nếu mà trường hợp các bạn nhập chữ thì các bạn cứ gõ chữ bình thường thôi. Đấy, ví dụ là viết tư cảnh Excel Enter. Và các bạn cũng thể cho chữ đậm này. Đúng chưa? Đó, rồi bỏ nó đi thì lại bấm vào nó lần nữa là không đậm nữa, chữ nghiêng này. Được chưa? Bỏ chữ nghiêng và đây là màu của chữ này. Các bạn chọn màu chữ, các bạn bấm màu chữ như bình thường. Các bạn thấy nó giống như Excel đúng không? Đó, các bạn làm như Excel. Và các bạn cũng có thể dùng hàm tương tự như Excel luôn. Đó. Thế thì bây giờ giả sử các bạn mở, các bạn làm việc ở trên cái Google Sheet này rồi, sau đó các bạn muốn chuyển về file Excel để các bạn làm như nào? Hoặc là các bạn muốn đưa cái file Excel lên trên chuyển thành cái trang Google Sheet thì các bạn làm như nào? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Bởi vì mình hướng dẫn cho người mới cho nên là những cái thao tác nó rất là căn bản. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình chuyển cái Google Sheet này về thành một cái file Excel nhé. Thì các bạn chọn vào tệp này. Đó, chọn vào tệp. Thì các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều cái lựa chọn này. Các bạn chọn tệp nhé. Thì các bạn thấy nó có rất nhiều lựa chọn này. Đó. Thầy, các bạn thấy không? Có nhiều lựa chọn. Nếu trường hợp các bạn muốn chuyển cái bảng tính của Google Sheet này về Excel thì các bạn chọn mục tải xuống. Sau đó các bạn sang bên phải này, các bạn nhìn thấy cái mục là đây Microsoft Excel này, đuôi file là XLSX này, các bạn thấy không? Đó, nếu các bạn muốn chuyển về file PDF thì các bạn chọn là PDF này. Đó, có rất nhiều cái kiểu định dạng khi mà các bạn sử dụng Google Sheet. Phổ biến là chúng ta sẽ chuyển về Excel đúng không? Thì chúng ta sẽ lưu về đúng không? Thì các bạn bấm vào Microsoft Excel, bấm vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó tải xuống cho các bạn. Sau đó các bạn bấm vào đây và để các bạn mở lên. Rồi. Thì các bạn thấy là lúc này nó như là một file Excel bình thường. Đó là cái cách mà các bạn chuyển một cái file từ Google Sheet về Excel. Đặc biệt là khi mà các bạn xem các cái video ở trên YouTube ấy, như là kênh của mình chẳng hạn, mình có để những cái đường link để cho các bạn tải file về thực hành ấy, thì các bạn cũng làm như vậy. Sau khi các bạn mở lên như thế này được rồi thì các bạn chọn vào tệp này, sau đó các bạn chọn tải xuống và các bạn chuyển đổi nó thành cái dạng là file Excel. Đó, thì các bạn sẽ làm được y như mình như thế này sau khi các bạn tải xuống. Và các bạn chú ý một cái điều như này, mình đóng cái mình làm lại lần nữa. Khi các bạn tải một cái tệp nào đó từ trên Google xuống, các bạn chọn vào tệp này, sau đó các bạn chọn tải xuống và các bạn chọn Microsoft Excel, các bạn bấm vào đây. Rồi, sau khi nó tải xuống cho các bạn rồi, các bạn kích đúp chuột vào nó thì để cho cái file nó mở lên. Và các bạn chú ý cái điểm này. Khi mà các bạn tải một cái file nào đó thì các bạn thấy là nó có hiện một cái dòng chữ là Enable Existing. Thì để cho các bạn cập nhật được cái dữ liệu vào cái file này, hoặc là các bạn có thể là new được cái file đó, thì các bạn thấy được cái nút new đang ẩn này đúng không ạ? Thì các bạn chú ý là các bạn phải bấm vào cái nút là Enable Existing này, tức là để cho phép chỉnh sửa sao lưu cái file này các bạn nhé. Các bạn phải bấm vào đây. Lúc này nó mới chính 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 thức là trở thành một cái file Excel như bình thường. Thì lúc này các bạn thao tác như trên cái bảng tính của Excel của các bạn nhé. Rồi, thế thì đấy là cái cách mà các bạn tải một cái file từ chuyển từ Google Sheet về file Excel. Thế bây giờ mình sẽ chuyển một cái file Excel lên Google Sheet thì các bạn làm như thế nào? Đó, bây giờ mình đóng cho các bạn xem này. Mình đóng mình làm từ đầu nhé. Thì tại cái tài khoản Google của các bạn đấy, các bạn muốn tải cái file nào lên thành Google Sheet, giả sử mình lấy một cái file này nhé các bạn nhé, mình lấy cái file này mình chuyển thành Google Sheet thì mình sẽ bấm vào chín cái chấm này. Đầu tiên là chúng ta bấm vào nó, hoặc các bạn có thể vào trong email cũng được, đăng nhập vào tài khoản Gmail, sau đó các bạn cũng sẽ chọn vào cái biểu tượng chín chấm đó,
và các bạn sẽ tìm đến cái mục là Drive. Đấy, các bạn chọn vào cái mục Drive. Các bạn bấm vào đây. Đó. Đấy là cách thứ nhất, các bạn chọn mục Drive, sau đó các bạn tải cái file lên. Đấy, mình mở cái mục Drive nhé, sau đó mình bấm vào cái biểu tượng là các bạn nhìn thấy có chữ mới đây không? Cấp 1 là các bạn bấm vào đây, 2 là các bạn bấm vào đây. Thì nó đều có cái lựa chọn là tải lên, các bạn bấm vào đây. Rồi, mình sẽ chọn desktop và mình chọn một cái file là cái file này chẳng hạn. Sau đó mình chọn open. Bởi vì á, cái file này mình có tải lên đây rồi, nó có cùng tên cho nên nó báo cho mình là có muốn thay thế tệp đã có hay không. Thì mình sẽ không, thì mình sẽ chọn vào là giữ cả hai tệp, rồi mình chọn tải lên. Giờ các bạn thấy nó đã tải lên như này rồi. Bây giờ khi nó tải lên xong rồi, các bạn chỉ việc nháy đúp chuột vào nó thì nó sẽ mở lên và mặc định nó sẽ mở ở cái trạng thái là ở trang Google Sheet. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Mặc định nó mở ở trạng thái Google Sheet. Và lúc này thì các bạn thao tác giống như trên Google Sheet. Đó. Và tiếp theo là gì? Các bạn có thể được chia sẻ cái file này cho người khác. Để chia sẻ thì các bạn bấm vào chia sẻ này. Rồi, các bạn bấm vào chia sẻ. Thì các bạn có thể là viết cái địa chỉ email mà cái người mà bạn muốn chia sẻ vào đây. Đấy, các bạn viết địa chỉ email của họ vào đây. Đấy, hoặc là gì? Nhưng mà trước khi các bạn chia sẻ, các bạn có thể bấm vào cái thay đổi cái quyền. Đấy, thay đổi cái quyền của cái khi mà bạn chia sẻ. Nếu mà trường hợp như này ấy, thì các bạn sẽ chỉ những người có quyền truy cập mới có thể mở đường liên kết này. Vậy có nghĩa là chỉ có mình mới có thể mở được nó, đúng không ạ? Để mà người khác có thể là tải được cái file đó mà khi bạn chia sẻ thì bạn bấm vào đây nhé. Bạn chọn bất kỳ ai có đường liên kết, bạn bấm vào đây. Rồi, các bạn thấy chưa? Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem. Là họ có thể xem. Nếu bạn thay đổi cái lựa chọn ở đây. Đấy, thì đây sẽ là người nhận xét. Người nhận xét. Nếu bạn thay đổi ở đây thì là người đó có thể chỉnh sửa. Thì tùy theo cái mục đích của bạn mà bạn có thể cho phép cấp quyền khác nhau. Thì phổ biến là mọi người thường cho người khác xem và họ muốn làm gì đó họ phải tải xuống, chứ không cho phép chỉnh sửa trực tiếp ở trên Google Sheet. Các bạn hiểu không? Đó. Thì sau đó là bạn bấm vào cái lựa chọn là sao chép đường liên kết. Đấy, tức là bạn copy cái đường liên kết đó rồi bạn gửi cho người khác. Đó, có thể gửi qua email, có thể gửi qua Zalo hoặc là gửi qua đâu đó. Đấy, thì đó là cách mà bạn sẽ chia sẻ cho người khác. Đó. Rồi, thì đấy là cái cách mà bạn đưa một cái file Excel thành một cái file Google Sheet, thành một cái trang tính của Google. Và lúc này mọi người, nếu trường hợp mà mọi người cùng làm việc ở trên cái một cái file nào đó thì mọi người có thể là làm trực tiếp ở trên này và người khác có thể thấy được cái kết quả đó luôn, thấy được những cái gì mà người khác cập nhật vào cái file này. Nếu file này được chia sẻ thì những cái người kia có thể xem được những cái gì mà đã được cập nhật. Đó, đó là hay của cái Google Sheet. Tức là nhiều người có thể cùng làm việc ở trên một cái file đó cùng một thời điểm được. Đó, nó rất là hay. Cái tính năng này rất là hay. Thì đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Google Sheet cho người mới bắt đầu. Đó, tức là chúng ta phải biết cách mở Google Sheet này. Mở Google Sheet và chúng ta biết chuyển đổi một cái trang tính của Google thành một cái file Excel, đúng không? Các bạn chọn tab này, đúng không? Các bạn chọn tải xuống và các bạn chọn Microsoft Excel, đúng không? Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình hướng dẫn các bạn cách là chuyển đổi một cái file Excel, tải một cái file Excel lên cái trang tính của Google để có thể chia sẻ được cho người khác. Đó, chia sẻ cho người khác để cùng làm việc. Rồi,
Và tiếp theo, và ở trên này các bạn thấy là những cái công cụ này nó cũng tương tự gần giống như trong Excel, các bạn chú ý như vậy. Đấy, thì các bạn chọn vào đây thì các bạn thấy là những cái việc gì mà chúng ta có thể làm này. Đây các bạn này, đó các bạn thấy chưa, đấy sao chép, dán, copy này, xóa này, đó các bạn cứ bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy được là những cái tính năng của Google Sheet. Đấy, cách sử dụng nó cũng tương tự như Excel, đương nhiên là giao diện nó khác một chút nhưng mà các bạn hiểu là nó sẽ tương tự như trong Excel. Một khi bạn đã biết sử dụng Excel rồi thì cái này nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Đó, thì ở cái video này mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể là sử dụng Google Sheet cho người mới bắt đầu. Đó, thì mình xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.